Các bố các mẹ anh em Việt Nam là đâu đây, mày cầm mày quay ra nào. Kính thưa các bố các mẹ, kính thưa các cụ các ông các bà, các nội tộc ngoại tộc họ hàng đôi bên sắp lọ ủng ngọ nhau, tôi cũng kính gửi xa gần anh em một việc là trong dòng đời xô đẩy con cá ỉa chảy giữa đường. Có bạn bao giờ nhìn thấy câu cá mà nó không cắn bằng mồm, nó cắn bằng lưng không? Chắc chắn đây chắc là chỉ là lần đầu tiên các bạn nhìn cái trường hợp này thôi. Bảo năm nay tôi 37 tuổi, lần đầu tiên tôi câu được con cá như thế này. Nó to đúng một cái dép thì à mày, nó cắn theo cái kiểu ôi ôi. Cái này là cái phần mồm là chỉ là hậu môn thôi, chứ phần lưng là phần ăn là chính. Nên là các bạn ấy nhá, cá là các bạn phải hiểu thêm phần nữa là khoa học chứng minh là cá không ăn bằng mồm mà cá ăn bằng lưng. Nên là các bạn phải hiểu đấy, cá nó ăn bằng lưng, mồm nó chỉ là hậu môn thôi, còn lưng ăn là chính. À, một số con nó bị ngược đời ấy, giống như một số đấy làm người nhưng mà cứ sủa tiếng chó. Đấy, chúng ta phóng sinh nhá, vào bếp. Phóng sinh. Phóng sinh. Anh ạ, tôi cũng dạy anh em cách câu cá ấy. Thì mình gặp những cá to thì hãng bắt, ba những cá nhỏ ấy thì chúng ta nên bắt về băm vụn cho gà ăn. Chứ nên phóng sinh đi, chứ đừng để cho nó sống, nó tồn tại, nó khổ thân nó ra. Các bạn nhớ nhá, cái móc ấy là nó phải như thế này này. Bó nó vào giống như ở cục dãi đầm ấy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, rồi sau đó các bạn này, nghiến răng trợn dãi lên. Các bạn đặt xuống. Đấy, còn nếu như anh em nào cần thần chú ấy, hay cần thuật toán câu cá thì bảo tôi nhá, tôi cho thuật toán câu cá, câu phát được ngay. Nhìn này. Nhìn nhá. 1 2 3 4, bây giờ đếm xong rồi nó ăn thôi. 5 6 tiền cửa. 7 8 9 10 11. Đấy, bao giờ mà cái này ui giời ơi, cá sơ sinh. Anh em bình tĩnh đi, làm lại chưa? Con người ta sai được phép làm lại, tôi sai làm lại bình thường không có gì cả nhá. Nhưng lần này hứa danh dự anh em là sẽ lấy cá cho anh em xem. Một con to bằng 3 ngón tay, à 2 ngón tay thôi. Nha. Sẽ lấy đòi lại cái gì mình đã mất nhá. Thêm tí nữa. Sao? Vừa là tao nặng mà trình bày thôi. Bây giờ tao mới thể hiện đẳng cấp này, bằng 2 ngón tay à. Nói làm luôn này. Nói mà làm ngay, không làm thì à mày cá nó ỉa mặt à. Nha. Yeah. Các con vợ nhìn này. Các con vợ con lợ chiều nay này. Không biết là cá có chốt được số lô đề không nhỉ? Nha. Yeah. Phục thù luôn. Nha, yeah. Chốt luôn. Yeah. Cá ngày mai ra phát ra đề luôn này. Chuẩn bị này, mất tiền nhìn đây à. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 đến 38 dừng rồi. Đến mồi. 38 là chấm mồi. Đề đủ hôm qua mà như thế thì đâu đâu. 38 hết mồi. Anh em mình giờ phải làm lại. Tiếp tiếp. Con cá tiếu thiêng. Cá tiếu thiêng. Không phải cá thiêng. Đến số nào giật cho phát. Bây giờ đến số nào giật ra phát anh em chiều nay tất tay luôn.
Chín phát 38 nhá. Tan rồi nhỉ. Anh bốc thật rồi. Có mùi này cá to rồi. Dừng lại ở 38 rồi tiếp tục từ 38 nhá. Một. 39 nhé. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Úi dù ôi. Mẹ sáu. Kéo được. Cục mồi hơi to. Mồi hơi to lắm này. Chả lẽ vừa rồi mình bắt con cá khuyết tật à? Ăn bằng lưng chứ nó mồm. Đúng cá của trạng khác thì nó chuối cả lai. Mấy thằng đi câu cá chắc là hát mồm nhìn cá này. Tuổi gì câu cá này thì đẹp chúng này. Làm sao mà câu cá được móc ở lưng. Thôi. Ơ đi đeo em cắm chưa? Ừ, em có mồi đó các bạn bình thường ấy. Kéo vào vần chỗ anh em mà dùng. Vâng, dùng mấy hôm nay rồi. Dùng ổn không? Dùng bình thường. Tiếp tục nha. Anh em mình vừa là 38 và 6 này. Thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Thôi, giải tán. Giải tán. Giờ đéo thiêng bình chỉ. Trêu anh em thôi, từ nãy giờ câu chơi thì cũng được từng đây. Nói đùa với anh em. Câu một tiếng hồ rồi được từng đây anh em. Cũng mình tôi câu mà. Anh em thích con nào cho anh em con đấy. Tí nữa mày cầm đi phóng sinh em nhá. Đem ra quán cơm này nó làm hết vẩy viết cái vé anh em dán. Nhá. Nhớ chưa? À, Lịch. Vâng. Tôi câu từ sáng giờ đấy. Tiếng hồ kìa. Thôi thế đủ rồi. Xía mừng mừng nhà cũ. Tất cả chào anh em nhá. Chúc anh em một buổi tối may mắn. Nhớ trời nóng anh em nhớ tắm nước lạnh mà.